Kính thưa cộng đoàn, mỗi năm chúng ta long trọng mừng lễ Đức Giêsu về trời, hay chúng ta còn gọi là lễ Thăng Thiên. Ngày lễ Thăng Thiên, chúng ta đã chiêm ngưỡng Đức Giêsu về trời vinh quang sau khi Người đã thi hành và hoàn tất sứ vụ cứu độ mà Chúa Cha sai đến trần gian. Chúa Giêsu về trời nhưng không bỏ rơi chúng ta. Chúa Giêsu về trời nhưng Người vẫn hiện diện giữa chúng ta, là một sự hiện diện thiêng liêng, huyền nhiệm và vô hình. Nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu mà giáo hội, tức là cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới không ngừng phát triển. Đức Giêsu đã hứa: này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Đức Giêsu về trời bởi vì Người là Thiên Chúa từ trời mà xuống. Đức Mẹ là một tạo vật Chúa dựng nên, một con người như chúng ta, nhưng mà Đức Mẹ được Chúa đưa về trời sau khi đã kết thúc hành trình trần thế. Đây là một tín điều của giáo hội Công giáo, có nghĩa là đã là người Công giáo thì chúng ta phải chấp nhận và phải tin điều này. Tín điều này được công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950 do Đức Thánh Cha Pio thứ 12. Tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô tại Roma, Đức Thánh Cha đã long trọng tuyên bố: chúng tôi công bố Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm là Mẹ Thiên Chúa, sau khi kết thúc cuộc đời trần thế đã về trời vinh quang cả hồn và xác. Trong câu tuyên tín đơn giản ngắn gọn ấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã nêu lên 4 đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ. Một là đặc ân vô nhiễm nguyên tội, hai là đặc ân trọn đời trinh khiết, ba là đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, bốn đặc ân là đặc ân được lên trời cả hồn và xác. Nếu chúng ta để ý thì lời cầu nguyện nhập lễ hôm nay cũng nói lên 4 đặc ân ấy. Hôm nay giáo hội thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, Đức Trinh Nữ vô nhiễm là thân mẫu của con Chúa đã được về trời cả hồn và xác. Và giáo hội cầu nguyện xin cho chúng con luôn luôn hướng về quê trời để cùng được chia sẻ vinh quang với Người, tức là với Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, ngày lễ Đức Mẹ lên trời giúp cho chúng ta tôn vinh Đức Mẹ, nhận ra vai trò của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ và sự hiện diện đầy tình mẫu từ của Đức Mẹ trong giáo hội hôm nay. Nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện giữa giáo hội của Người, thì Đức Mẹ cũng hiện diện giữa giáo hội, giữa chúng ta, bởi vì Đức Mẹ là Người đã theo sát Đức Giêsu từng bước đường trong công cuộc truyền giáo. Đức Mẹ đã chia sẻ những ưu tư của Chúa Giêsu, những lo lắng của Chúa Giêsu, và Đức Mẹ đã can đảm vững vàng đứng dưới chân thập giá để cùng với Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha chính bản thân mình làm của lễ xin ơn tha tội cho loài người. Vì thế, ngày lễ hôm nay, lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời hướng chúng ta về quê trời, đồng thời cũng giống như thông điệp mà giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta nhân dịp lễ Thăng Thiên hay lễ Chúa Giêsu về trời. Phụng vụ cũng như giáo hội muốn khẳng định với chúng ta, cuộc sống của con người ở trần gian đang là cuộc lữ hành dần dần tiến về quê trời. Người tín hữu Công giáo không chọn quê hương đất nước này là quê hương vĩnh cửu, mà chỉ là chốn tạm, chỉ là nơi mà chúng ta đi ngang qua. Dù là cuộc sống của chúng ta lâu dài trường thọ trên đời này, thì cuộc sống ấy cũng chỉ như đám mây buổi sáng và như bông hoa sớm nở chiều tàn. Chính vì thế, cùng với lời khuyên của Thánh Phaolô, chúng ta hãy tìm kiếm những sự trên trời. Là người Công giáo sống dưới đất, nhưng mà chúng ta lại tìm kiếm những phúc lộc trên trời, tìm kiếm những thực tại trên trời để tâm hồn mình hướng thượng. Đức Maria về trời như một lời khẳng định với chúng ta: chúng ta sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, nếu sống thánh thiện đạo đức
thì chúng ta cũng được về với Chúa và cùng về với Đức Mẹ, là phần thưởng Thiên Chúa hứa ban cho người công chính. Bài tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Maria đi thăm người chị họ là bà Elizabeth. Đức Mẹ mang Chúa Giêsu đi cùng. Đức Mẹ lên miền núi để thực hiện những nghĩa cử bác ái, bởi vì Đức Mẹ nghe nói sứ thần Gabriel nói bà Elizabeth đã mang thai được 6 tháng. Vì thế Đức Mẹ vội vã lên đường, lên miền Sơn Cước để đem cho gia đình bà tin vui là Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử của dân tộc Do Thái và người sẽ thực hiện lời hứa từ ngàn xưa. Có một chi tiết quan trọng chúng ta lưu ý, đó là Thánh Luca khi nói về bà Elizabeth trong cuộc gặp gỡ với Maria. Khi bà Elizabeth nghe lời trinh nữ Maria chào thì bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần mà bà Elizabeth có thể nói với Đức Maria: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm? Bởi vì khi nghe tiếng bà chào, hài nhi trong lòng nhảy mừng, trong lòng tôi nhảy mừng. Phúc cho em vì em đã tin rằng những lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng cho chúng ta trong hành trình trần thế, trong cuộc sống con người và nhất là trong đời sống đức tin. Hôm nay chúng ta cử hành bí tích thêm sức, hơn 90 em của giáo xứ sẽ được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần, ơn của người vô cùng cần thiết đối với đời sống của người tín hữu mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Bài sách thánh thứ hai, trích thư Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho giáo dân Côrintô, đã nói đến sự phong phú của Chúa Thánh Thần. Trong cuộc sống của chúng ta, có người lập gia đình, có người sống đời tu, có người làm công nhân, có người làm nông dân, có người sống ở thành phố, có người sống ở thành thị, có người ở thôn quê, có người thì học hành uyên thâm, có người thì rất bình dân, có người thì được ơn chữa bệnh, có người thì được ơn ngôn ngữ. Thánh Phaolô nói với chúng ta tất cả những điều ấy đều do một Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta. Và nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ trở thành hư vô hết, như là bài đáp ca mà một em vừa hát lên. Nếu mà Ngài ngừng nâng đỡ chúng ta thì cả vũ trụ, cả thế giới và tất cả chúng ta sẽ trở thành hư vô, trở thành tro bụi, bởi vì Chúa Thánh Thần nâng đỡ cuộc sống của mỗi người. Chúa Thánh Thần ban bảy ơn của người một cách đặc biệt trên những người chịu phép thêm sức. Hôm nay chúng con sẽ được lĩnh nhận bí tích thêm sức, tức là chúng con được lĩnh nhận bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Trong chương trình học giáo lý thêm sức, các sơ, anh chị giáo lý viên đã hướng dẫn để chúng con hiểu về bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Một là ơn khôn ngoan, hai là ơn trí sáng, ba là ơn trí hiểu, bốn là ơn lo liệu, năm là ơn mạnh sức, sáu là ơn đạo đức, và bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Những ơn ấy giúp cho chúng con trở thành con ngoan ở gia đình, học trò giỏi ở nhà trường. Những ơn ấy giúp cho chúng con không nói dối, không làm những điều xấu, không trộm cắp gian tham, và hướng chúng con tới sự thiện tuyệt đối là Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần ban cho chúng con điều ấy. Vì thế chúng con thân mến, hôm nay các chúng con được lĩnh nhận bí tích thêm sức, được lĩnh nhận dấu ấn không phai mờ của Chúa Thánh Thần ghi trong tâm hồn của chúng con. Chúng con phải coi đây là một biến cố quan trọng trong hành trình đức tin, đời sống cá nhân của chúng con. Để rồi những lúc gặp gian nan thử thách, những khi gặp khó khăn, chúng con kêu cầu Chúa Thánh Thần là đấng ban cho chúng con ơn khôn ngoan, kêu cầu Chúa Thánh Thần là đấng ban cho chúng con sức mạnh, Chúa Thánh Thần ban cho chúng con niềm hy vọng, Chúa Thánh Thần ban cho chúng con lòng nhân ái bao dung, Chúa Thánh Thần ban cho chúng con niềm vui và hạnh phúc, Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con biết đối nhân xử thế, Chúa Thánh Thần biết giúp mời gọi chúng con soi sáng để chúng con kính trên, nhường dưới và sống hài hòa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Hôm nay
chúng ta mừng lễ Quan Thầy. Đức Mẹ lên trời, các bậc tiền nhân của chúng ta đã tôn nhận là Quan Thầy của giáo xứ. Trong suốt bề dày lịch sử, từ thế kỷ thứ 17, từ khi tổ tiên cha ông chúng ta đón nhận tin mừng, Đức Mẹ luôn luôn hiện diện giữa chúng ta, giống như Đức Mẹ đã hiện diện giữa các tông đồ trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện đến. Chúa Thánh Thần hiện diện giữa giáo hội, Đức Mẹ cũng hiện diện giữa giáo hội để cùng với chúng ta, giúp cho chúng ta đi theo Đức Giêsu. Và lịch sử của giáo xứ 60 năm nay là một bằng chứng hùng hồn về sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, và cũng là một bằng chứng về sự vững vàng, can đảm của những bậc tiền nhân của chúng ta. Mặc dù đã trải qua những thập niên vô cùng khó khăn, nhà thờ, nhà xứ trở nên hoang tàn và có những lúc có nguy cơ bị xóa sổ, nhưng mà Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng cho chúng ta, Chúa Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta như Chúa đã hứa: "Này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế." Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì 60 năm lịch sử. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa đã luôn gìn giữ giáo xứ của chúng ta trong ơn bình an. Và mỗi khi kỷ niệm một biến cố lịch sử, chúng ta cần phải hướng về tương lai. Chúng ta cố gắng sống để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân làng, của giáo xứ. Chúng ta cố gắng, mặc dù quý ông bà và anh chị em đi tới miền đất nào, cũng đừng quên về cội nguồn, nơi đây có mồ mả của tổ tiên, nơi đây có một cộng đoàn đức tin, nơi đây là nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên làm người. Tất cả những yếu tố đó sẽ hun đúc tâm hồn chúng ta, là nguồn động viên và khích lệ, và giúp cho chúng ta trở nên những Kitô hữu chân chính. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Amen."